Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Phan Thị Mỹ Dung. Đồng chí Phan Thị Mỹ Dung sinh ngày 28 tháng 11 năm 1974, giới tính nữ, quê quán xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng ngày 10 tháng 12 năm 2007, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ luật, hiến pháp, cử nhân sư phạm ngữ văn. Chức vụ tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở tư pháp tỉnh Long An, ủy viên ủy ban tư pháp của Quốc hội khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Tóm tắt quá trình công tác. Tháng 10 năm 1998 đến tháng 2 năm 2004, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Long An, ủy viên, bí thư chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Long An. Tháng 3 năm 2004 đến tháng 7 năm 2004, chuyên viên Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật Sở Tư pháp, bí thư chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Long An. Tháng 8 năm 2004 đến tháng 10 năm 2007, chuyên viên Phòng Văn bản Quy phạm Pháp luật Sở Tư pháp, bí thư chi đoàn Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Long An. Tháng 11 năm 2007 đến tháng 8 năm 2009, chuyên viên Phòng Hành chính Tư pháp, Bộ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở Tư pháp Long An. Tháng 9 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009, Phó trưởng Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Tư pháp Long An. Tháng 1 năm 2010 đến tháng 9 năm 2014, Phó trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở Tư pháp Long An. Tháng 10 năm 2014 đến tháng 6 năm 2019, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp Long An. Tháng 7 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Tư pháp Long An. Tháng 3 năm 2020 đến nay, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở Tư pháp Long An. Tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2021. Đại biểu Quốc hội khóa 14 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.